Ok, hôm nay chúng ta sẽ test cái con Sony W90 này. Thì đây là trong những cái chiếc máy được sản xuất năm 1985 rất thành công của Sony. Em này có đến 5 Ben Equalizer. À, bây giờ em sẽ test cho anh em nghe. Đây, 5 Ben ha. Có chế độ nè, một là sử dụng, hai là không sử dụng cái equalizer. Đây là volume hơn. Còn luôn cái tem, tem vàng rất là giá trị. Đường rừng chiều cô đơn chiến bóng lại tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người ta test học bằng này hả? Đây là đảo kia băng lại auto reverb. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.